Hiện nay, tình hình mất an ninh trật tự ở các địa phương có dấu hiệu gia tăng với các loại hình vi phạm pháp luật như gây rối trật tự ở thanh thiếu niên hay là trộm cắp, cướp giật. Xuất phát từ thực tế này, huyện Kim Động đã triển khai xây dựng mô hình camera giám sát an ninh tại các xã thị trấn trên địa bàn. Và qua đó, đã có nhiều vụ việc được nhanh chóng phát hiện, giải quyết, góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối ngày 20 tháng 5, nhanh chóng điều tra được nguyên nhân, lỗi vi phạm. Hai vụ lấy trộm hai chiếc xe đạp xảy ra vào tháng 10 năm 2020 từ hình ảnh trích xuất camera của xã Chí Nghĩa đã giúp điều tra khoanh vùng và bắt được đối tượng. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã, công an xã sẽ giám sát được 24/24 về lĩnh vực giao thông hoặc là những cái đối tượng mà có thời gian bất minh thường xuyên mà đi lại trong cái khoảng thời gian vừa đi đêm. Sau khi mà ra mắt cái hệ thống mô hình camera giám sát an ninh này thì cái tình hình tội phạm trên địa bàn đã giảm đi rõ rệt. Thứ hai nữa là quá trình chấp hành cái việc tham gia giao thông về đội mũ bảo hiểm hay là trong cái công tác phòng chống dịch rất là đảm bảo. Nếu như xã Chí Nghĩa triển khai lắp đặt camera tại các nút giao thông tập trung đông dân cư từ năm 2018 với hơn 20 mắt, thì xã Hùng An từ 7 camera được lắp đặt đầu tiên ở thôn Phục Lễ năm 2020, đến nay có hơn 30 mắt với kinh phí 100 triệu đồng được huy động từ nguồn xã hội hóa. Qua hình ảnh camera, công an xã Hùng An xử phạt một vụ việc người dân đổ rác sai quy định. Số vụ việc mất an ninh trật tự giảm rõ rệt, không phát sinh vụ trộm cắp, mâu thuẫn gây rối nào trong gần một năm qua. Trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, xã đã nhắc nhở kiểm tra các trường hợp không đeo khẩu trang, tập trung đông người và giám sát người ở nơi khác vào địa bàn thông qua hệ thống camera. Mô hình nhận được sự ủng hộ của người dân về kinh phí cũng như phối hợp với lực lượng công an trong giám sát theo dõi tình hình địa phương. Tôi là người dân địa phương thì tôi ủng hộ một phần kinh phí để lắp đặt những cam bảo vệ an ninh. Từ khi có cam đây thì người dân rất yên tâm. Trưởng thôn là cùng với chỗ bên công an được quyền giám sát theo dõi. Thế và có những cái vấn đề mà xảy ra vướng mắc được nắm bắt kịp thời. Nhân dân nhận thức rất cao, cũng cho rằng cái hệ thống an ninh bây giờ theo dõi thường xuyên thế này mà xử lý theo pháp luật của nhà nước, cho nên là nhân dân đã chấp hành. Hiện nay huyện Kim Động đã có 3 xã có mô hình camera giám sát an ninh trật tự, bao gồm xã Chính Nghĩa, Phạm Ngũ Lão và Nhân La. Còn lại ở các xã thị trấn như Hùng An, Nghĩa Sơn, Toàn Thắng, Đức Hợp, thị trấn Lương Bằng đều đã tiến hành lắp đặt và tiếp tục phổ cập mắt camera để tăng độ bao phủ. Kinh phí lắp đặt được trích từ ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa. Hệ thống đường truyền, chất lượng camera đều được các địa phương đầu tư kỹ càng và hình ảnh kết nối trực tiếp về máy chủ được đặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã do lực lượng công an trực tiếp quản lý. Việc phủ kín các mắt camera ở huyện Kim Động đã thực sự trở thành cánh tay nối dài của lực lượng công an địa phương, góp phần quản lý tốt địa bàn dân cư và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.